Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về một cái cấu tạo của cái bồn tắm đứng làm từ các cái tấm kiến và có cái cửa là ngay cái góc vật xéo. Thì thực ra đây là một cái chi tiết trong các cái công trình cũng khá là thông dụng, cũng dễ thi công. Tuy nhiên là với cái phương châm là đăng lên kênh đầy đủ các cái video về các cái cấu kiện liên quan đến lĩnh vực xây dựng để giúp quý anh em trong nghề cũng như là quý chủ đầu tư có cái hình ảnh từ thực tế sẵn trên các cái môi trường internet để khi cần thì có thể là ngồi ngay tại nhà với cái smartphone cũng có thể tham khảo được. Thì chúng tôi mạnh dạn làm cái video như thế này thì chúng tôi sẽ quay toàn cảnh một cái nhà vệ sinh, một cái phòng tắm trong một cái căn nhà. Quý vị vừa tham khảo hình ảnh trong video, vừa nghe chúng tôi thuyết minh. Cái lời thuyết minh thì nó phụ thêm, hiển nhiên là nó không thể mô tả đầy đủ cái điều mà quý vị đang mong muốn được tham khảo. Tuy nhiên là nó sẽ phụ giúp cùng với những cái hình ảnh trong video, quý vị có thể hiểu rõ hơn cái chi tiết mà quý vị đang muốn tham khảo. Thì hiển nhiên là trong một cái phòng vệ sinh cơ bản nó có những cái thiết bị chính như là bồn cầu, lavabo và cái bồn tắm. Ở đây là cái bồn tắm đứng được cấu tạo từ hai cái vách kiến cố định hai bên và một cái tấm kiến là cái cửa, nó nằm ngay chỗ cái vật góc xéo. Chúng ta có vài ba cái cách bố trí cái vách tắm, cái vách cho cái phòng tắm đứng như này. Thì các video khác trong kênh thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị về cái phòng tắm đứng nhưng mà nó vuông và cái cửa thì nó nằm ở một cái cạnh của hình chữ nhật. Còn ở đây thì cái cửa nó nằm ở một cái vị trí giao nhau, vị trí vật góc. Cái việc này nó giúp cho chúng ta giải quyết được là cái phòng vệ sinh nó không có theo hình chữ nhật. Cái phòng vệ sinh này với hai kích thước dài và rộng nó tương đương nhau, nó chênh lệch không có nhiều. Thành thử là chúng ta buộc phải bố trí bồn cầu, rồi chậu rửa mặt, chậu lavabo ở hai cái cạnh góc vuông, và cái vách ngăn tắm nó nằm ở một cái góc. Nếu chúng ta mở cái cửa ở một cái cạnh góc vuông thì nó sẽ vướng cái vị trí của cái bồn cầu, còn một cái cạnh góc vuông khác thì nó vướng ở cái lavabo. Cho nên là chúng ta bố trí nó ngay cái góc vật xéo đó. Thì đó là cái yếu tố chính mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Quý vị nhìn tổng quan thì sẽ thấy là cái không gian còn lại sau khi đã bố trí bồn cầu, lavabo và vách ngăn tắm cũng tương đối. Đây là một cái phòng tắm cũng rộng rãi với đầy đủ các cái tiện nghi thông dụng như là trong các cái video khác mà chúng tôi đã giới thiệu với đến quý vị về cái nội thất của cái phòng tắm thông dụng. Đây là cái cấu tạo của cái cửa. Đây là lõa bảng liệt kẹp, cửa này là cửa mở. Hiển nhiên là với cái cách bố trí cửa ở cái góc xéo của phòng tắm thì chúng ta chỉ có một cái cách là bố trí cửa mở thôi, chứ chúng ta không có hai cái sự lựa chọn là mở hoặc là lưu. Giống như là cái cách bố trí trong cái phòng tắm hình chữ nhật và cửa thì được bố trí ở một trong hai cái cạnh của hình chữ nhật. Ở đây chúng ta mở thì chúng ta có thể mở ra hoặc mở vào. Ở đây thì
người ta chọn cái phương án mở ra, thì cái không gian bên ngoài cũng khá là rộng rãi. Tại chỗ đây thì chỗ giao nhau thì nó sẽ có cái rong nó chặn, không cho cái cửa bị đẩy vào bên trong, để khống chế là chỉ có thể mở ra thôi. Mở ra, chúng tôi nói ra đây là ra so với cái không gian bên trong cái phòng tắm đứng. Ngay cái vị trí cửa đây thì nó sẽ có một cái len inox. Ở đây thì chúng tôi chọn cái giải pháp là dùng cái nền của cái phòng tắm là bằng nhau, trong và ngoài cái khu vực của cái vách ngăn tắm đứng. Chúng tôi lát gạch trước hết, hiển nhiên là nó phải dốc về cái vị trí của cái phễu tu sàn. Nhưng mà giữa hai cái không gian á thì nó không có chênh lệch nhau. Sau đó chúng tôi đặt một cái len đá granite lên trên cái nền gạch á, và những cái vị trí mà vách ngăn tấm đứng cố định thì chúng tôi đặt lên cái len đó bằng những cái nẹp nhôm, chúng ta cũng có thể sử dụng là nẹp inox. Còn ngay cái vị trí cửa thì chúng ta có thể đóng mở được như thế này. Hiển nhiên là với các cái phòng tắm mà có cái không gian tắm đứng riêng thì chúng ta phải có hai cái vị trí phễu thu sàn, một cái để thu nước cho khu vực bên ngoài bồn tắm, còn một cái thì thu nước cho khu vực bên trong phòng tắm. Ngoài ra thì cũng giống như các cái phòng vệ sinh khác thôi, chúng ta cũng có cái móc cái hộp khăn giấy bên cạnh cái bồn cầu, cũng như là cái vòi rửa phục vụ cho chỗ cái bồn cầu. Đó, chúng ta có vòi lavabo, cái gương soi, có cái kệ để các cái phụ kiện trong phòng tắm. Chúng ta bố trí một cái công tắc cho cái đèn soi gương. Rồi chúng ta có cái ổ cắm để phục vụ cho cái việc sấy tóc hay là cạo râu. Cái gương soi này thì nó cũng kiêm luôn cái cánh cửa cho cái kệ bên trên cái lavabo, rất là tiện nghi. Cái gì mà kín đáo thì chúng ta để bên trong, bên trong cánh cửa, còn cái gì không cần kín đáo thì chúng ta để bên ngoài. Rồi bên trong cái phòng tắm thì hiển nhiên chúng ta có cái cây sàn tắm. Sàn tắm thì cũng có nhiều loại, tùy chúng ta lựa chọn thôi. Cái chiều cao của cái vách ngăn tắm thì nó không có động trần, không cần động trần, chúng ta làm hở ra để thứ nhất là nó thông thoáng bên trong. Nếu chúng ta tắm bằng nước nóng thì cái hơi nó sẽ bay lên trên, nó sẽ thoáng. Chúng ta chỉ chắn nước thôi, chắn nước không cho nước nó văng ra phía lavabo, không cho nước trong khi tắm nó văng qua phía bồn cầu, nó làm ẩm ướt những cái khu vực mà chúng ta cần phải khô ráo. Ở đây thì người ta chọn cái cửa vào phòng tắm là cửa nhôm sinh pha kiến mặt. Đó là các cái chi tiết liên quan đến một cái phòng tắm đứng với cái cửa lằn vặt xéo, chi tiết chính mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong video này. Ngoài ra thì cũng nhân tiện chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị các cái chi tiết, các cái cấu kiện khác liên quan trong nội thất của một cái phòng vệ sinh trong một cái căn nhà ở gia đình, để quý vị kết hợp tham khảo luôn trong cùng một video. Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành với kênh, quan tâm đến kênh cũng như là đăng ký, share thông tin, like thông tin
để ủng hộ cho anh em ban quản trị kênh, các anh em quay phim, biên tập video để đăng lên kênh, cũng như là chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xây dựng đến tất cả các anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đến quý vị chủ đầu tư.